thông thả xào tân nước chóa. Thả lâu ở tế mơ gơ vôm ông tử vâng hay. Tô thâu bà la em thông bà la bầy. Băng ngùi bà mai ô hụt lòn. Rai thiếu mơ gơ vôm ông hay. Săng hô vớt lòn. Mấn hà rai hô hợp tác xã bà lê kết tú. Sa lý ta pa bà la ra bụng tay chào. Tô li hít lưu lê mơ ra bầu. Đồng chiền biết bà ya giao hà rai. Ông hay nắn bẹ hù blu lưu mơ tán blu tạp anh kỳ sa phùng tay, tha băng tha sao. Thông hà ra tập dạ dạ bập lầy, clau blu sa phàu tán lưu mơ blu sa phàu đồng thật kỳ. Mơ gồm ông sang mức hù mấn blu năm tán tòa blu tật chú có đồng tha plan. Khu vực này, khu vực Túng Tú và An Hải này là tỉnh, là quy hoạch, là thuộc vùng rau an toàn cả tỉnh. Trở ra là kể cả là khu vực là công nghệ cao, thì do nên là đầu tư mới là tất cả các thành viên biết sản xuất là hợp tác xã là lo hướng dẫn cái mỹ hoa đã ngã là tiêu chuẩn là Việt Gáp ngã cả sạch, thì do nên là cả mỹ hoa khi nhận hàng nào là yên tâm băng lo cả trù qua đi nên cái dính mưa rau, thì nên là sản phẩm của Pani Ngạ Trạm này rất là sạch. Tôi sẽ hướng dẫn miệng ba lo với sản xuất, phụ lo về cái giá cả giống hồi tiên là được mùa mất giá và được giá mất mùa. Hẹn gặp phun lấy là cho đảm bảo phun anh. Thì nên như là miệng ba lo rất là ổn định. Miệng ba lo ngại sản xuất nên như là thu nhập là miệng ba rất ổn định. Biết lo cái nước bị là bạn trù. Trường mấn tập bùn thế bắc cầm thăm ca doa hô bụt xam tặng tập dạng ngã. Papini parang cham pa palai ka tu phom an hải huyện Ninh Phước. Ô sang hoi ru pa palai ka lai bla mi va sang nga tap ya sa pung ta lam api ru nga ni mấn pa chế kha kham mong yu ra ki sa pung tay sang hô pa palai thau ka nga tap ya yau ha lai hô mong yu ta lam thang hô ra ki nhu biết khí hù ca yam sam ta làm nắn bru bắc cầm mấn bru băng ngui bần liệu qua thông bru sam hợp tác xã nhu kỳ lại và mai băng ngui ca tòa cá tài tòng ca rai tiểu mấy và bạn này hù vất lòng hợp tác xã này tôi hiện tại đi là từ ngã hay ngã vùng tây tấn hay đi mai là mấy và thành viên của hợp tác xã rất là khu nguồn thu y hu truyền nên nhớ là hiện tại bây giờ là dân y là nhu công nhận đã ô cốp qua sản phẩm trong phẩm nên là sản phẩm vùng tây ô cốp và là che măng tây ô cốp, cho nên nhớ là hợp tác xã nên là rất phấn khởi, rất tại vì cái hu công nhận nên là hợp tác xã nó lấy ra cái nhưng chỗ canh là rất đối nhất, vừa là hợp tác xã tạo điều kiện cho múa may thành viên hợp tác xã là ngã tạm bằng tay đi ngã dân đi là nhờ có hu mút may thành viên hợp tác xã đi hay đi là hợp tác xã là cũng lô sản phẩm đa dạng sản phẩm cả nào bán lấy ra nhân diêu hoặc lấy các thị trường toàn quốc mướn bru bắc cầm hợp tác xã ta làm lên mưu thun kỳ lại mai bạ tùm phùm bà rang tắc kỳ bà rang châm huyện Ninh Phước bru xa lý phun bà la nhô xăng hô bớt tập dạ ngã, tui bru ngã, tui ta nước bồng, thông bập lầy tập dạ bạc linh nghiêu. Ta làm lê mơ rơ tố lê mơ bốc hecta bạc tài bạc bạc lầy hâm bụt tần đành. Phòng vức hữu huyện Ninh Phước, sang hô tán ngọ lê mơ bốc ngọ thà rơ tố ăn ca tần nữ, ngã tui tập bụng thế bạc hâm bụt bồng. A bí bạc hâm bụt đi, sang bạc la ngã tha bạc chế, khắc khâm, chả hà rây thông cầu. Thông hu hợp tác xã thằng tập giá mưa xe biết ca mỹ và hu trên ngã tài làm áp bí bru ni sang hu bà mãi lên mưa ngã tài tòng ca mỹ và hao tắc kỵ trên bú tập giá nhu trần ngã ca bru a tài năn hu mưa núi bập lệch bật tài ca mỹ và thằng lại gia đình lại một giờ đây là thằng ngã là ba mẫu nên qua trên hợp tác xã và tìm nhau đây về 108 mà cả xã viên thầy buôn trăn thầy giờ này trên đây là ngã rất là đạt
từ 7 tạ đến 8 tạ trên sào. Thì mỹ ba đấy rất là phấn khởi. Thì hợp tác xã để bà chiếm hai mèo DV 18 mang mỹ ba ngã sản xuất rất là thuận lợi. Quá trình chiếm mèo mỹ ba đấy ngã rất đạt. Ninh Thuận sang Urani khu Tharitu Plu hợp tác xã. Ta làm nắn ra lô hợp tác xã. Trần Tha Rê Kế ta làm rút bắt cầm ngã băng thông mỹ ba và liệu qua. Mai tá ni, rút bắt cầm ngã băng ni, nhu kỳ lại ngã tu chuỗi mứng hợp tác xã, thông tường rút ram, hai rây sang hưu ra kế. Ta làm nắn mong ước áp ý nắn tập quần thế bắt cầm mứng hợp tác xã, băng ngôi các và liệu qua, sơn phát thông rút ram, ngã cánh đồng Việt, ta làm rút ngã tập dạ, nhà đàm, bắt bà lây xóm bằng phùm Bắc Sơn, huyện Tùng Bắc. Có một tỷ tổ hưu chú u ra ngã ta làm hợp tác xã. Tăng tập dạ ngã tổ tòa hecta. Hai tỷ tổ nhà đam sang mức hưu ra kế. Nhu trừng bắt cấp. Ra lô bắt cấp thông bà la phun tăng ngơi. Hợp tác xã sang bắt cầm thông cloud lúc tòa mới gửi vơm bớt rong tăng nước ngã. Lúc hecta nhu bà mai băng ngui giao thun. Nắn hô tha tích đồng. Hợp tác xã tức là hiện nay khu tức là ngã ông công ty cánh đồng Việt tức là tạo rút ra từ tức là làm lai sống bằng dân tộc tức là nước mình lại đây là long tức là mỗi tha thành là tạo con ông tức là con cái ngã không công ty là thành tốt gia. Biểu bắt cầm mứng hợp tác xã thông bút xam bắt tăng tắc cụ chuỗi, bắt cầm ngã, bắt cầm bắt lầy cái lây. Nhu bớt tập giã tha trời làn, biết ca mưa núi cách thoát, hù ra kế ta làm rút ngã băng. Ô ca ra kế bắt cầm ngã nha đam và mai băng ngôi lòn. Đó tập quần thách ni, nhu trần tỏa rút ngã ca sơ lô mưa núi bắt tường bà lây. Mai tánh Harani, Ninh Thuận sang bắt tặng tắc cụ hu Klau Bút Tha, Blang Hâm Bù Prong, Pà La Bát Tài, Nho, Rập Bùng Tây Chào, Hành Tím, Tân Ngơi, Thâm Tân Nước Prong, Ba Rập Bầu, Tòa Rập Tú, Ba Bút, Tòa Hết Ta. Tập Pia Nắn, Ngã, Lê Mư Bút Tịch Chú, Bắt Cầm Thông Chuỗi, Ngã, Tân Ngơi, Nho, Rập Bùng Tây Chào, Nhà Đam, Rita, Phiếu Bắt Tung Tròn, Bắt Cầm, Ngã, Giấu Nanh, Nhu biết bà mưa nương trá lên mơ ngã băng, vớt lòng rút ngã. Nhu bà mai, rút ngã băng, cá bình liệt qua, hà rây sang chắc rô cà chấp. Vai trò của kinh tế hợp tác, hợp tác xã cũng như tổ hợp tác là đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện. Hợp tác xã, nhu dấu, cà rung hu sơ lô, phà bì nì, lên mơ bà cầm ngã băng. Cả do dấu năn bó tòa tà nạ năn, nhu chừng biết ca cá băng ngui bằng liệu hoa, chừng dấu cá tà nạ tạ băng ngui bằng liệu hoa tui công nghệ, bác tà làm nâng cành trầy. Hợp tác xã Hà Rây, sang hưu mong ước ra tạ vước tui trà làn băng ngui, nhu nán hưu ra kế áp ý, tà làm tha thông, bác rút tòa chuỗi hưu bác tặng tắc cụ. Hưu nâng cành bớt tập dạng ngã, hợp tác xã nán mừng lá hưu bác rút lên mư, chuỗi, tà làm nán, nhu kỳ lại mừng lá khô lúc năm chuỗi đi nắn tha ra ký bạc sam biết ca con trầy ngã tập giá bó ca dâu biết bà nào bập lầy ca lây tập giá bạc linh hiu ta làm ha rây ha thầy. Tánh ni Ninh Thuận sang hưu tha rít tú lúc lâu hợp tác xã ta làm nắn hưu tập ban lúc ta lịch ban hợp tác xã ngã băng các bình liệu qua mừng lá khô chú lúc tập ban ngõ tha rít tú rũ ra tạ tập vẹ, bác cầm thông tà nạ tạ chạ rũ băng ngui, bác tùm phùm ngọ chợ. Tùm hợp tác xã, bác tà làm nâng cành trầy, sang mức hưu rũ ngạ trầy, bế ngạ băng, cá băng ngui, tà rạp pa lây pa la bì sầu. Các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh trong thời gian vừa qua thì cùng với các hợp tác xã khác. Tùm hợp tác xã bác ta làm phùm băng ngui bà lị qua ta làm tùm tùm tà pa, nhu trường tầy tòng tà băng bích. Tòa ngõ tha rư tú GRDB bác ta làm nâng cành trầy thông ngã sam rượu ngã toát rượu ngã ca mưa núi cách thoát
chân dấu ngã tôi hà ra chạ rô bằng ngôi và liệu hoa. Vì sau ngã ra kế ta làm rụ cùng bà Tom, biết chạ rô bằng ngôi mấn tùm u rang. Chạ rô bằng ngôi và liệu hoa tôi công nghệ lòng, nhu sang hô bớt tập giá. Nâng cành chừng hô hà ra cà rây biết chạ rô bằng ngôi và liệu hoa công nghệ lòng. Ta làm nắn, hô mong yếc áp ý, nắn ngã tập giá bó ca dâu biết bập lại tập giá bác gia linh yêu. Hà ra tập giá ràng tánh thun tòa liệu bầu tòa plú, tánh thun cầu plú lưu mơ tánh ba plú hợp tác xã, sang hô plú tánh tòa plú hợp tác xã, cần ăn anh biết ngã tôi băng ngôi và liệt qua tôi công nghệ lòn. Tùm bó ca dâu ni sang bà tập giá, tha trả lành nào yếu ta làm rũ chá rô tùm hợp tác xã. Bà cầm thông hoa rớt, căn trà tầy tòng, bớt tập giác ngã, nhu hư, rụt ngã biết hợp tác xã tầy tòng, ca tà lầm tùm, phùm bà lây phà bì nì bà răng tạc kì, hư rụt ngã, vớt lòn băng ngôi, ha tầy nanh, sang tầy tòng rụt tà rạp bà lây bà la bì sầu, hư hà rây xam vớt.